phẩm Giấc mơ Cha Bi. Hồi mê ấy, tôi đã thấy bên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng, một nhà sàn yên vui. Ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống yên bình, anh nghèo không có cây đàn Cha Bi. Khi rung lên vài sợi dây đàn đá đong đầy, một người rắc lấy. Hai đứa mình đi học các tiêu rồi.
cặp đôi có thể cho chị Thanh với cả anh Vinh đây ạ. Nên là hát có lô và bài đàn có lô là chuyện đương nhiên. Chuyện đương nhiên tất nhiên là chúng ta cần những người mà có những cái thần hơn, tốt hơn để chúng ta chọn được tiết mục nó tốt là trong vòng chung kết. Và kiếm được những cái tốt hơn của VNG nó cũng có chất thật sự chứ nó không phải là kiếm cư tặng đà. Chúng tôi mong muốn như thế. Và rõ ràng có thể em chưa đạt được đó. Nhưng dù sao, các tiết mục của em tôi nghĩ rằng đã giết rất nhiều trái tim của các cô thiếu nữ lịch cờ. Và tôi chúc em. Nhưng mà bài hát của em rất là thu hút. Có cái điều rằng là chị không biết như thế nào nhưng mà cái tên bài hát là Giấc Mơ Cha Pi. Không biết Cha Pi nó sao nên là chắc chị không có tới. Từ vì em chưa có thả hồn thật sự vào cái bài hát của mình. Phải là một cái gì đó truyền đắm và thả hồn giống như là say đắm vào một cái bài hát của chính mình. Hay là cho anh đi luôn qua. Nhưng mà cái đó thì chị chưa thấy cái độ cuốn cao. Chứ độ chuyên nghiệp như em là từ cái giọng mà nâng lên rồi ngắt lại rồi đi lên rồi đi xuống. Thì chị cảm giác em rất là chuyên nghiệp và cũng rất là thành. Coi như là hiện tại